Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để có thể tạo được những cái mẫu quảng cáo đặt trên các website của hệ thống Bitweb. Trên màn hình thì các bạn có thể thấy ví dụ một vài mẫu quảng cáo về việc click mà các khách hàng của chúng tôi đã đặt trên trang doanh nhân.net. Thì nó bao gồm tiêu đề này, hình ảnh và một vài những cái mô tả nhỏ. Sau đây chúng ta quay trở lại trang đăng nhập của Vietclick. Thì vào trang Vietclick và chúng ta ấn vào chữ đăng nhập. Sau đó thì chúng ta có thể thấy được là màn hình quản trị của Vietclick gồm có 3 phần: quản lý quảng cáo này, quản lý website và quản lý tài khoản. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ phải đăng ký website Bitweb. Sau đó chúng ta điền tên website Bitweb. Sau khi điền được tên miền thì chúng ta lựa chọn lĩnh vực. Lĩnh vực này thì chúng ta lựa chọn tối đa là 5 lĩnh vực. Nó bao gồm một số các lĩnh vực mà bạn sẽ đặt quảng cáo lên, lựa chọn vùng miền, đó là tất cả. Sau đó chúng ta xác thực tài khoản Bitweb bằng cách đánh tài khoản admin và mật khẩu quản trị website của mình vào, sau đó ấn đăng ký website. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Như vậy là chúng ta đã có list được website ở trong phần danh sách website. Đầu tiên, sau đó để tạo được quảng cáo thì đầu tiên chúng ta phải tạo được chiến dịch. Chúng ta vào tạo chiến dịch. Ví dụ tên chiến dịch đó là khuyến mại chào mừng sinh nhật công ty. Ngân sách chúng ta đặt tối thiểu là có thể là 10.000 đồng trên một ngày, hoặc là nếu các bạn muốn đặt ngân sách cao hơn thì chúng ta sẽ thấy cao đặt ngân sách cao hơn. Thì sau đó chúng ta vào chọn ngày bắt đầu chiến dịch và ngày kết thúc và lựa chọn tất cả các lĩnh vực, sau đó lựa chọn các vùng miền và chúng ta ấn vào tạo chiến dịch. Sau khi tạo xong chiến dịch thì chúng ta tiếp tục tạo quảng cáo. Tạo quảng cáo ở đây chính là những mẫu quảng cáo nhỏ mà chúng ta đã nhìn thấy ở trên site. Ví dụ tên quảng cáo đó là quảng cáo cho sản phẩm Samsung. Và viết tiêu đề của quảng cáo. Tiêu đề bạn lưu ý là tối đa là 40 ký tự. Và chúng ta nhập đường link của quảng cáo dẫn đến. Về nội dung và chúng ta viết nội dung. Nội dung này thì các bạn lưu ý là cũng chỉ có tối đa là 90 ký tự. Và chúng ta nhập giá của sản phẩm vào. Và chúng ta ấn vào upload image để có thể upload được hình ảnh lên. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy bên tay phải đó là hình ảnh quảng cáo demo mà hệ thống Vietclick đã hiện sẵn ở bên tay phải, và chúng ta ấn vào tạo quảng cáo. Như vậy là chúng ta đã tạo xong quảng cáo Vietclick. Thì để quảng cáo này trước mắt là sẽ chờ duyệt, và trong một ngày làm việc thì hệ thống hỗ trợ của Vietclick sẽ hỗ trợ để duyệt quảng cáo có 3 hiển thị trên các website. Để xem được các cái chi tiết thống kê thì chúng ta vào thống kê để xem. Thì như thế ở đây thì Vietclick sẽ thống kê hết tất cả các phần từ quảng thuộc quảng cáo nào và click từ website nào. Click đó từ trình duyệt nào và từ địa chỉ IP nào, thì tất cả sẽ được thống kê ở trong phần thống kê chi tiết click. Để xem được ngân quỹ của quảng cáo thì chúng ta xuống phần ngân quỹ. Ở đây sẽ hiển thị hết số dư tài khoản của bạn và cái tài khoản Bitpixel. Để nạp tiền vào quảng cáo thì chúng ta sẽ vào phần nạp tiền. Thì ở đây việc click cho phép một số các cái hình thức để có thể các bạn có thể chuyển tiền cho tạo để tạo quảng cáo, như là thanh toán qua bảo kim, hoặc là chúng tôi sẽ thu tiền tận nơi, hoặc có thể là chuyển khoản qua máy ATM hoặc ngân hàng. Trên đây là các bước hướng dẫn để có thể tạo được các quảng cáo đã đặt trên site. Hy vọng các bạn sẽ tạo được những quảng cáo thật là thu hút để có thể thu hút được nhiều click.